Đỗ Thế Duân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2016. Video clip này chúng tôi xin giới thiệu quý vị cặp bàn thờ mẫu tử gỗ vụ chân vuông 10 phân, có kích thước là 1m55, rộng 81, cao 1m27. Và bàn con bên dưới là một rộng ngang 89, sâu 61 và cao 61. Được làm hoàn toàn bằng chất liệu gỗ vụ, gọi là bàn thờ cặp truyện mẫu tử. Một bàn mẹ bàn con và ở giữa là đục bông hoa sen rất là đẹp. Bàn thờ này quý vị có thể để thờ Phật hoặc thờ gia tiên. Và các cái đường nét bàn thờ chúng tôi đục chạm theo nối truyện cài hoa sen rất là đẹp, rất đơn giản mà đẹp. Và có kích thước của cái bàn thờ này là 1m55, rộng 81, cao 1m27, chân vuông 10 phân, được làm chất liệu gỗ vụ và chúng tôi vẫn đang để mộc vừa mới nhuộm vôi xong để nó sẫm màu chuẩn bị đánh chi bàn giao cho khách hàng. Là video clip quý vị đã xem trên mình đang được quay tại Đồ Gỗ Thành Luân cơ sở 2, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Và trên màn hình quý vị đang xem là bộ ghế ăn mẫu chữ thọ gồm 8 ghế một bàn, chúng tôi đang hoàn thiện đánh vô ly cho chú Sèng ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và cái đôi đèn thờ cao 90 phân bằng gỗ hương đá của Lào, hay còn gọi là hương đỏ, cao 90 phân. Và chúng tôi còn rất nhiều những cái đôi đèn này nữa, cao 75 đến 1m. Và cao đôi cao nhất là cao 1m65. Quý vị có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi tại hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng. Hà Nội ở cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tại Hải Phòng là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số 2 số điện thoại, hoặc gửi tin nhắn qua Zalo, Viber, hoặc là truy cập vào Facebook là Đồ Gỗ Thành Luân. Đây là mẫu bàn thờ truyện mẫu tử, một bàn mẹ một bàn con, chân vuông 10. Và quý vị có nhu cầu đặt hàng chân to hơn hoặc là kích thước dài rộng hơn, hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để được đặt hàng. Video trước chúng tôi đã giới thiệu với quý vị rất nhiều các cặp đèn này rồi, chúng tôi vừa mới hoàn thiện, vừa mới chở từ cơ sở 1 xuống. Ở đây chúng tôi vẫn đang buộc dây chun này rất là chắc chắn, và cái lóc này có thể tháo rời được. Vận chuyển toàn quốc, quý vị nên hết sức yên tâm, chúng tôi vận chuyển toàn quốc. Ở đây là đôi đèn chim cao 90 phân, có thể quý vị để phòng thờ hoặc để phòng khách rất là đẹp. Và đây chúng tôi vẫn đang để mộc chưa oánh chi, khi hoàn thiện vách ly và xây lên thì rất đẹp. Và chiếc bàn thờ này chúng tôi cũng nhận đặt hàng theo đơn hàng của khách hàng ở dưới Hải Phòng. Vẫn vừa nhuộm vôi xong vẫn còn ướt đây. Quý vị xem các cái chỗ nó thâm thâm ở đầu nên là vẫn còn nước. Ở chỗ này nước chưa khô. Đến mai chúng tôi sẽ quay giới thiệu quý vị một cái video chúng tôi hoàn thiện đáy chi lên thì rất đẹp, bóng theo lối cổ, đúng theo lối cổ truyền để chúng tôi đánh chi rất là đẹp. Thì nên xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị những clip sau. Ở cái bộ bàn thờ chuyện này được đưa quay là ngày 14 tháng 9 năm 2016, và quý vị hãy nhớ là hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2016. Và chúng tôi giới thiệu đây là bàn thờ chuyện mẫu tử, kích thước 1m55 x 81, cao 1m27. Để quý vị hỏi nói rõ là bàn thờ chuyện mẫu tử thì chúng tôi sẽ dễ trả lời quý vị về giá cả. Thì là giá mỗi thời điểm một giá khác nhau, thì quý vị lưu ý cho chúng tôi nếu mà gọi điện hỏi quan tâm đến sập thờ này. Thì nó là bàn thờ truyện mẫu tử, kích thước 1m55, rộng 81, cao 1m27 cả bàn con. Và quý vị có nhu cầu đặt hàng những bàn thờ to hơn hay là dài rộng hơn thì liên hệ trực tiếp cho chúng tôi tại Hà Nội và Hải Phòng. Đỗ Thành Luân xin kính chào quý khách.